Xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho cô bác anh chị cách tưới phân ha, chuẩn bị kích nụ ha. Thì để cho cái cây mai của mình dày lá xanh lá và nó mập nó khỏe để chuẩn bị mình kích nụ, thì ngoài cái canh rễ mọc chồi tưới 7.000 lần ha. Này là cái canh cũ còn miếng. Thì mình cộng thêm cái bài rong biển Titan Atonis vô luôn ha. Thì giờ mình sẽ quay luôn cho các cô bác chị sẽ thấy là cái thao nước ha, thao nước trong trong vắt nè, không có gì trong đây đâu. Thì cái này là cái thao 200 lít nước yếu ha. Thì 200 lít thì mình phải pha 400 ml, là 4 ly này nè. 1 nè. 2 ly nè. Đó. 2 ly rồi ngưng ha. Tại mình thêm cái thằng trong biển vô nên là nó đậm đặc, nên là mình giảm cái kia mình tăng này. Đó. Nó gần nó còn thiếu khoảng 2-3 phân nữa mới được ly ha. Để nó tăng cường lên từ ở trên cũng như dưới mình phun, vừa phun vừa tưới luôn. Cái thằng rong biển nó đậm đặc hơn cái thằng cái này rẻ một chồi. Vậy thôi ha. Rồi xong, và muốn dày lá xanh lá thì cộng thêm một ít nữa Titan. Titan còn miếng bỏ vô luôn. Titan là 5 gram với 16 lít nước ha. Nhấn hết rồi, nó còn có miếng à. Đó, vậy là xong thôi cả nhà. Đó, vậy là quậy là tưới thôi. Nó đậm đặc cực kỳ luôn á, chứ không phải là mình pha như đó là nó lên màu đen thù lù luôn, thấy không? Đó, cách pha để tưới cây ha. Bắt đầu là mình đó, cây bự là thùng quốc một thùng chất lượng luôn à. Đó, thấy không nào? Cây bự là quốc một thùng 16 lít 18 lít luôn ha. Thì mình trồng trên bồn mà, thấy không? Đó. Sơ dừa, vỏ trấu, đất và một phần cát. Đó. Thì tưới vô rút liền, thấy không? Mình tưới cỡ nào tưới, không bao giờ có chuyện mà nó thiếu nước nên nó dư nước. Nó chỉ có thiếu nước thôi thì cây nó mới khỏe ha. Đó, thôi xin chào hết cả nhà. Đó, rồi tiếp tục mình pha, mình quậy, mình tưới tiếp ha. Đó, bữa nay tưới phân rồi. Thôi xin chào.